Chào đón quý vị đang đến với chương trình Thế giới đó đây được phát hình hàng tuần trên hệ thống của đài truyền hình SETTV. Trong chương trình tuần này, địa điểm đầu tiên mà Hồng Tứ muốn giới thiệu tới quý vị chính là một trong những thành phố đang được lên ý tưởng xây dựng ngay tại Dubai. Chúng ta cùng xem nơi này sẽ có những gì đặc biệt và khác lạ nha. Trong thời điểm mà đất đai dần trở nên khan hiếm thì Burj Khalifa ngay tại Dubai đã ấp ủ một công trình kiến trúc trên cao mang tên Epic Sky Ring. Không chỉ nổi bật bởi kích cỡ khổng lồ mà dự án Epic Sky Ring được đặc biệt hơn bởi những thiết kế ngay bên trong tòa nhà. Ngoài các khu dân cư thì không gian công cộng, thương mại và văn hóa cũng sẽ được đưa vào hoạt động. Tại đây sẽ có một khu vực công viên có tên là Vành Đai Xanh nằm ở ngay tại khu trung tâm. Công viên này sẽ thiết lập nên một hệ sinh thái đóng vai trò cung cấp sự sống và môi trường xanh cho thành phố trên cao. Dự kiến đây sẽ là một vị trí chứa các hệ sinh thái của tòa nhà. Không chỉ là cung cấp sản phẩm nông nghiệp cho con người, nó còn là hệ thống tạo ra các nguồn tài nguyên bền vững từ nước mưa và kể cả ánh nắng mặt trời. Nơi đây được kỳ vọng trở thành nơi tái tạo một số hệ sinh thái trên trái đất như thác nước hay thậm chí là đầm lầy. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng đây thực sự là một dự án trong mơ vì đến thời điểm hiện nay thì các phương án đưa ra vẫn còn bị giới hạn rất nhiều về công nghệ kỹ thuật nè, cũng như là những hạ tầng cơ sở. Mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn rất ủng hộ sáng kiến này và hoàn toàn hy vọng công trình sẽ được thực hiện trong tương lai. Cũng ngay tại Dubai, chúng ta sẽ cùng đến với ý tưởng về việc xây dựng khách sạn mô phỏng hình dáng của một mặt trăng để xem các vị kỹ sư họ sẽ thực hiện hóa công trình này như thế nào. Dự án đến từ Moon World Resorts mong muốn xây dựng một chuỗi khách sạn mô phỏng hình dáng của mặt trăng. Dự kiến thì khách sạn sẽ có hình dạng quả cầu mô phỏng toàn diện 360 độ của mặt trăng với các miệng núi lửa và kết cấu chất liệu bề mặt tương tự. Mặt trăng nhân tạo lần này sẽ có thể cao lên đến 224m với chu vi là 622m, tùy thuộc vào vị trí và quyền hạn xây dựng thực tế. Khách sạn sẽ có phần nội thất theo phong cách tàu vũ trụ, tạo điểm nhấn đặc trưng. Trong khi đó thì khu vực bên ngoài và khu vực giải trí sẽ được thiết kế theo chủ đề, tạo cho du khách cảm giác như là đang đi bộ trên bề mặt của mặt trăng. Moon World Resorts đã nghiên cứu dự án trong suốt 2 thập kỷ qua và mục tiêu dài hạn của nhóm nghiên cứu là có thể xây dựng 4 khu nghỉ dưỡng mặt trăng ở Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi và châu Á. Công trình đầu tiên dự kiến sẽ được khởi công ngay tại Dubai. Tiếp tục chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng biết tới một con đường đi bộ dài nhất thế giới. Mời quý vị cùng khám phá xem con đường này sẽ đi qua những địa danh nổi tiếng nào nha. Con đường đi từ Cape Town của Nam Phi đến Magadan không cần băng qua đại dương hay là bất kỳ rào cản quan trọng nào. Tổng quãng đường được tính trên bản đồ lên đến 22.387 cây số và thời gian đi bộ trung bình là 4.492 tiếng. Hành trình đặc biệt này sẽ kéo dài khoảng 187 ngày nếu như một người đi bộ không ngừng nghỉ, hoặc là 562 ngày nếu như chỉ đi bộ liên tục 8 tiếng cho mỗi ngày. Trên đường đi thì du khách sẽ đi qua tổng cộng là 6 múi giờ, tất cả các mùa xuân, hạ, thu, đông và 17 quốc gia cùng với lại những danh thắng nổi tiếng thế giới như là núi Bàn ở Nam Phi, vườn thú Safari ở Botswana, đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Ngoài ra còn có rất nhiều những địa điểm thú vị khác. Tuy nhiên, để chinh phục được hoàn toàn quãng đường đi bộ dài này là một việc làm không hề đơn giản. Địa điểm tiếp theo mà Hồng Tứ muốn giới thiệu tới quý vị chính là một ngôi làng mà hầu như người dân rất sợ đóng cửa khi ngủ. Chúng ta cùng tìm hiểu xem lý do tại sao nha. Bị chôn sống khi ngủ có thể chỉ là cơn ác mộng với nhiều người. Tuy nhiên đó lại là thực tế hoàn toàn có thể xảy ra với người dân sống ở thị trấn Sonya. Nơi này được xem là thị trấn sa mạc, khu vực bị bao quanh bởi những cồn cát trải dài lên đến 10 cây số dọc theo bờ biển. Hiện tượng sa mạc hóa kết hợp cùng với lại gió biển khiến cho những ngôi nhà ở ngay tại nơi đây có nguy cơ bị nhấn chìm bởi cát bất kỳ lúc nào. Người dân ở đây đã học được cách thích nghi để tồn tại với thực tế khắc nghiệt đó. Họ không bao giờ đóng cửa khi ngủ vì sợ những đụng cát sẽ chắn hết lối ra. Việc quét dọn cát hoàn toàn vô ích trước hiện tượng sa mạc hóa trầm trọng ở đây. Một số người trong thị trấn chọn công việc là đào nhà bởi tình trạng cát lấp xảy ra thường xuyên. Ban đầu thì Sonya được kỳ vọng trở thành một cảng cá lớn. Thực tế có thời điểm thì nơi đây từng là khu định cư ven biển rất đông đúc.
Các tàu đánh cá neo đậu dọc bờ biển để khai thác lượng hải sản dồi dào từ Biển Trắng. Tuy nhiên, việc đánh bắt quá mức khiến cho tình hình buôn bán ở ngay tại đây không còn như xưa. Từ những năm 1950 thì việc đánh bắt cá bắt đầu suy giảm và tới khoảng trước năm 2000, tình trạng sa mạc hóa bắt đầu diễn ra trầm trọng hơn. Khó khăn trong việc di chuyển và hạn chế về mặt tự nhiên khiến cho người dân trong làng không có nhiều sự lựa chọn cho việc làm. Nhiều người sống nhờ trợ cấp thất nghiệp hay là lương hưu, số khác thì họ tiếp tục lao động bằng nghề đào cát, săn ngỗng. Hiện nay thì ngôi làng này chỉ có khoảng 300 cư dân sinh sống. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sang Singapore để khám phá khu phố mang tên là Little India. Little India là một khu phố giàu tính lịch sử với nhiều nét văn hóa độc đáo của cộng đồng người Ấn Độ ở ngay tại Singapore. Từ những bức tranh tường biết nói đến các lựa chọn mua sắm rất tuyệt vời. Ngày nay thì nơi này trở thành một trong những khu phố nổi tiếng nhất của đảo quốc với màu sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng người di cư Ấn Độ đến đây. Little India không có tên như vậy cho đến những năm 1980. Đây là thành quả sau nỗ lực của Hội đồng Du lịch Singapore lúc bấy giờ nhằm để thúc đẩy, bảo tồn và tôn vinh các khu dân tộc tại đảo quốc. Từ trước khi tên gọi Little India ra đời thì khu vực này chỉ được biết đến với tên là Serangoon. Những tấm bưu thiếp vào cuối thế kỷ 19 cho thấy nơi đây khi ấy toàn là đường đất. Những chiếc xe bò sử dụng để vận chuyển hàng hóa là nét đặc trưng ở đây. Cho đến những năm 1840 thì chính những người dân châu Âu đã thành lập cộng đồng thương nhân và họ khởi xướng các hoạt động buôn bán, giải trí ở khu Little India. Nhờ đó mà khu vực này thu hút người Ấn Độ đến để định cư. Từ đó du khách rất dễ dàng bắt gặp một số di sản của các gia đình châu Âu có ảnh hưởng còn sót lại ở khu Little India ngày nay. Khoảng thời gian từ năm 1860 cho đến năm 1930 được xem là kỷ nguyên trâu và bò ở Serangoon. Sự phát triển của ngành chăn nuôi gia súc ở đây đã thu hút rất nhiều người Ấn Độ tìm đến. Tất cả những sự kiện lịch sử này đều được tái hiện qua những bức tranh tường rực rỡ màu sắc ngay tại đây. Ngoài ra thì ở Little India, du khách cũng có thể tìm thấy tất cả những loại gia vị đặc trưng ngay tại trung tâm mua sắm có tên là Little India Arcade. Đây có thể nói là một trong những điểm du lịch thu hút khách khi đến với lại Singapore để có thể hiểu thêm về văn hóa của một cộng đồng ở đảo quốc sư tử. Bây giờ trước khi chúng ta đi đến với lại những địa danh tiếp theo, chương trình xin được phép tạm dừng trong vòng ít phút. Hồng Tứ sẽ quay trở lại ngay. Quay trở lại chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều thú vị ngay tại Nhật Bản. Điểm đến đầu tiên là một khu đền cổ nhưng luôn được dỡ ra để dựng lại sau mỗi 20 năm. Còn được biết với tên gọi là Ise-jingu, ngôi đền Ise-grand nằm ở thành phố Ise của Nhật Bản. Đây là một trong những nơi linh thiêng và quan trọng nhất của thần đạo. Khu đền này gồm có hơn 100 đền lớn nhỏ trải rộng trên diện tích khổng lồ. Nhưng hai đền quan trọng nhất là Naiku cùng với lại Geku. Trong đó thì đền Naiku được cho là có từ thế kỷ thứ 3 và là nơi đặt gương thiêng của hoàng đế. Điều thú vị là cả hai ngôi đền này cùng với lại cây cầu Uji được xây dựng lại 20 năm một lần. Đây cũng là một truyền thống đã được người dân họ duy trì trong suốt 1.300 năm qua. Đây là một phần trong niềm tin của thần đạo về cái chết và sự sinh sôi của tự nhiên, sự vô thường của vạn vật. Đồng thời, truyền thống này cũng giúp truyền lại kỹ thuật xây đền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc xây lại đền chính được thực hiện trên khu vực cạnh công trình hiện tại, sau 20 năm lại đổi về vị trí cũ. Đền cũ sẽ được tháo dỡ và đền mới được xây dựng với kích cỡ, chi tiết chính xác như là trước đó. Lần gần nhất là lần thứ 62 vào năm 2013 và lần tiếp theo dự kiến sẽ là vào năm 2033. Trước khi đền được xây lại thì hàng loạt những lễ hội sẽ được tổ chức để đánh dấu sự kiện quan trọng này. Trong đó thì lễ hội Okihiki sẽ diễn ra vào mùa xuân 2 năm liền trước năm xây đền. Với người dân ở những thị trấn xung quanh, họ sẽ kéo các khúc gỗ lớn đi qua thành phố. Chúng là những loại gỗ trắc bá diệp được lấy từ một khu rừng linh thiêng xung quanh hai ngôi đền, sau đó sẽ được dùng cho việc xây dựng. Khoảng 10.000 cây trắc bá diệp sẽ được khai thác để xây mới. Trong số đó thì một vài cây cũng đã có tuổi đời hơn 200 năm tuổi. Truyền thống này đã khởi nguồn từ những ngôi nhà kiểu cổ xây trên nền cao với khung gỗ và mái lợp, cần phải được phá dỡ và xây dựng lại mỗi 20 cho đến 30 năm nhằm để bảo đảm an toàn.
và điều này đã dần trở thành phong tục, từ đó hình thành nghi thức xây lại ngôi đền Ise. Ở tại Nhật Bản thì cũng phải nhắc đến với lại những khu du lịch cáp treo, và trong mùa thu này thì một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, họ đã bắt đầu chương trình ngắm cảnh mùa thu qua cáp treo. Cứ đến khoảng tháng 9 hàng năm thì khu nghỉ dưỡng Neiba lại chìm trong sắc thu với rừng cây lá vàng lá đỏ bao phủ. Tại đây còn có những con đường mòn dài hấp dẫn du khách. Ngoài ra, để ngắm cảnh Neiba bao quát từ trên cao thì du khách có thể chọn cáp treo Dragondola. Cáp treo này nằm ở độ cao khoảng 1.346 m so với lại mực nước biển. Và nơi đây đã mở cửa đón khách du lịch với khung giờ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều hàng ngày. Dragondola đưa du khách lên đỉnh núi của Neiba, mỗi chiều di chuyển khoảng 25 phút. Và khu vực trên đỉnh núi là nơi có những rừng cây chuyển màu lá đầu tiên. Nếu như đến Neiba trong 2 tuần đầu tiên của tháng 10 thì du khách sẽ săn được cảnh rừng cây lá vàng. Và từ khoảng từ giữa cho đến cuối tháng 10 thì cây cối xung quanh con sông Kiyosu và hồ Futai cũng sẽ dần chuyển màu, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa thu Nhật Bản. Cáp treo này cũng đi qua hai khu vực nói trên, và vào tháng 11 du khách có thể chiêm ngưỡng rừng cây Karamatsu, tức là thông Nhật Bản, vào mùa đẹp nhất. Những chiếc lá được bao phủ bởi sắc màu vàng tươi, rừng cây hùng vĩ tráng lệ khi quan sát ở độ cao 900 lên đến 1.000 mét so với lại mực nước biển. Hiện tại thì du khách đã có thể đặt chỗ trước với giá vé 2 chiều là khoảng 24 đô cho người lớn và 14 đô cho trẻ em. Cũng ngay tại đất nước Nhật Bản thì dịch vụ suối nước nóng rất được du khách ưa chuộng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá trải nghiệm tắm suối nước nóng ngay tại Kinosaki nha. Suối nước nóng Kinosaki cách thành phố Kyoto và Osaka khoảng vài tiếng đi xe lửa. Đây là một trong những suối nước nóng nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Những người có hình xăm thì sẽ không được phép tắm ở đây. Tuyệt đối không để tóc dài, khăn tay có thể tiếp xúc với nước. Và tắm suối nước nóng được tin là giúp cho thư giãn cơ bắp, cải thiện tình trạng viêm khớp và lo lắng. Ngâm mình trong nước khoáng là một liệu pháp bổ sung các khoáng chất và tăng cường sức khỏe, vì các khoáng chất có trong suối khi thấm qua da sẽ giảm được tình trạng mệt mỏi, các vấn đề về vấn đề tiêu hóa, đau dây thần kinh và cơ bắp. Theo các chuyên gia, thời gian tắm tùy thuộc vào từng bồn tắm và từng người. Suối nước nóng ở ngay tại Kinosaki có 7 nhà tắm công cộng và một số nhà tắm riêng. Nếu như du khách lần đầu tiên đến tắm suối nước nóng và cảm thấy ngại khi tắm chung với người lạ, thì các bồn tắm riêng là sự lựa chọn rất tuyệt vời. Các phòng tắm riêng còn được nhiều du khách ưa chuộng vì sự yên tĩnh và riêng tư của chúng. Tuần này thì Hồng Tứ cũng có một món ăn với tên gọi khá là kỳ lạ muốn giới thiệu đến cho quý vị, đó chính là món phô mai đám tang. Ở tại ngôi làng Grimmins của Thụy Sĩ thì người dân họ sẽ để ra một bánh phô mai vào đám cưới và giữ gìn chiếc bánh này để phục vụ cho thực khách trong đám tang của chính họ. Những chiếc bánh phô mai của cư dân ngôi làng này nếu được giữ gìn một cách cẩn thận thì thường chúng sẽ khô lại, ngả màu nâu với những đường vân từ vết mọt, vết chuột cắn tích tụ trong suốt nhiều thập kỷ, và chúng cũng sẽ cứng như đá. Khi ăn thì cần phải dùng rìu để mà cắt thành từng lát, uống kèm với rượu mạnh để có thể nuốt trôi mùi vị của phô mai. Một miếng phô mai đám tang cứng đơ đồng nghĩa là chủ nhân của nó đã sống rất thọ. Và để những bánh phô mai trở nên cứng chắc thì các thợ làm phô mai phải nấu sữa đông cho đặc lại, rồi ép để ra càng nhiều nước sữa càng tốt. Hơi ẩm và nhiệt độ đã đẩy nhanh quá trình chín của phô mai, do trong không khí lạnh và khô của vùng núi, phô mai lên men rất chậm. Theo nhà nhân loại học ông Claude Alexander Fournier, các gia đình không còn tổ chức nghi lễ đám ma ở nhà và những kiến thức của thế hệ trước không còn được truyền lại. Tuy nhiên, trong một số tầng hầm ở thung lũng này thì du khách vẫn sẽ tìm thấy những chiếc bánh phô mai đám ma được bảo quản một cách rất cẩn thận. Cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay là một loại thức uống rất nổi tiếng của Indonesia, có thể nói như là một loại thức uống đặc sản, đó chính là cà phê ướp ngược. Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Coffee Cup, hay còn được biết đến với tên gọi là cà phê ướp ngược, đã trở thành một trong những đặc sản của Melabo ở Indonesia. Loại cà phê này bao gồm có cà phê Robusta xay khô được pha trong một ly, sau đó họ sẽ ướp ngược trên một chiếc dĩa thủy tinh. Người ta sử dụng một ống hút nhỏ để uống dần cà phê mà không làm nó bị tràn ra ngoài một cách khó kiểm soát. Không giống những loại cà phê thông thường, Coffee Cup xuất hiện lần đầu tiên ở Indonesia từ nhiều thế kỷ trước và chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Tây Aceh Regency.
Theo ghi chép từ rất nhiều những tài liệu địa phương thì những người dân ở vùng này là những người đầu tiên nghĩ ra cách uống cà phê trong cốc một chiếc ly úp ngược. Thưởng thức cà phê trong khi câu cá không phải là một chuyện đơn giản bởi khi đó thì chưa có ấm nước. Và việc vừa uống cà phê vừa phải làm việc khiến cho cà phê thường xuyên bị nguội và mất đi hương vị đặc trưng. Do đó mà các người dân họ đã nghĩ ra cách úp ngược cái ly xuống để cà phê được giữ ấm lâu hơn. Chưa kể đến việc không có bị bụi hay là côn trùng hoặc là các chất bẩn khác bắn vào đồ uống của họ. Vậy làm thế nào để uống được ly cà phê đã bị úp ngược? Thì thông thường họ sẽ nhấc cái ly ra khỏi đĩa để chỉ thể có một ít cà phê tràn ra bên ngoài dĩa và tạo ra một đống hỗn hợp. Nên việc sử dụng ống hút được coi là tối ưu hơn cả. Người dân địa phương luôn biết cách trượt ống hút xuống phía dưới để mà hút cà phê mà không cần phải nhấc cái ly ra khỏi dĩa. Khi ống hút đã vào đúng vị trí thì tất cả những gì cần làm là thổi nhẹ vào ống hút làm tăng áp suất bên trong ly và khiến cho cà phê chảy ra, từ đó tạo thành một vũng cà phê nhỏ xung quanh. Bằng cách này thì cà phê sẽ được giữ ấm lâu hơn, giống như cách uống cà phê của những người dân Indonesia cách đây hàng trăm năm. Đến đây, chương trình Thế giới đó đây của Hồng Tứ cũng đã hết thời gian. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi đóng góp ý kiến hy vọng sẽ nhận được đến từ quý vị qua địa chỉ email thegioidoday@gmail.com. Hồng Tứ xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những chương trình lần tới.